Chào bà con nha, hôm nay thì con nguyên bộ dàn lá bơm xịn hút bùn rồi nè. Đây là lắp sắt inox bằng thứ mẫu 1 nha. Đây, đây là nguyên bộ dàn lắp máy xăng, máy dầu, motor đồ mẫu 1 luôn, quan trọng lớn nhỏ thôi. Đây là bơm hút bùn nha. Đây hút bùn. Nếu bà con nào hút bùn thì gắn cánh quạt vô vậy đây. Gắn quạt vô. Đây, gắn cánh quạt vô. Con siết vô cái cứng nha. Đây con xích vô cứng nha. Đó. Xích cứng vô. Đây, nó có lỗ nè. Còn cứng vô. Đó là con bơm nước khỏi gắn, còn bơm sình thì gắn này vô cho nó phá sình mà con. Đây. Gắn vô cho nó phá sình, nguyên bộ rất là dễ dàng. Dễ lắp ráp. Rồi. Con bỏ nó vậy đây. Con gắn vô là xài ngon lành. Đây. Đây, nguyên bộ nó đó bà con. Bộ hút bùn bơm sình là đây. Còn hướng này quay hướng nào cũng được. Đây, nguyên bộ không bùng bùng. Rất là dễ gáp mà con. Nguyên bộ của nó đây. Rất là dễ gáp. Chặt đăng rồi đây. Bố rồi. Nó bộ gáp tơ mới xăng rồi lên. Ngon lành. Nguyên bộ lắp này chạy ghe đụng lắp này luôn nha. Đi ghe đu tôm lắp này luôn. Con không xài thì gỡ ra, nó dễ gỡ lắm đây. Chiếc vô. Đó, gỡ cánh quạt cả thôi. Nó dễ lắm con. Nè. Gỡ ra bình thường thôi. Ngon rồi. Đó, con gỡ ra. Rất dễ dàng. Xong. Rút ra. Rồi con gắn cái dịch cho chạy ghe. Gắn ra là 80-90 tùy theo bà con nha. Đặt nha. Thường thường trung bình là 80-90. Rồi vô cái xiếc mắt này lại, cháy mắt này lại. Còn tính mắt luôn à. Bơm bùn bơm nước là ok luôn. Rất ngon lành. Rất đơn giản là qua một mình gắp cũng được luôn. Rồi đút vô đây. Rồi đút vô. Này. Con cứ đẩy vô thôi, sắt inox rồi cũng thứ à. Đó, cứ đẩy thẳng vô, đó. Xong ở đây nè, vừa cái gốc mà dặn vô thôi. Đây, đơn giản. Con cứ dặn vô vậy là ok. Chiếc nào cứng thôi con, nó. Chiếc cái ốc này vô đây. Rất là đơn giản. Đó. Rất là đơn giản mà con. Vô thế là xong. Cứ ngắt, là bơm bùn. Cái này nó có tác dụng là phá bùn, phá sình. Ngon lành. Rồi con gỡ ra thôi. Gỡ ra cứ gỡ nhẹ vậy thôi. Rồi cứ gỡ ra vậy thôi. Rồi. Chắc dễ gỡ rồi con. Xoay là gỡ rồi thôi. Đó. Gỡ ra. Đó là đã bùm bùm một nước rồi nè. Đẩy xa khoảng 200m nha bà con. Bùm bùm này đẩy xa khoảng 200m nha. Ống ga thì trung bình là 80-90 thì theo lớn nhỏ bà con đặt. Bơm rất đủ, rất là dữ nha. Rất xa. Cổ cong rất dễ xài nè. Hướng ống nào vẽ hướng đó dễ hơn. Đây nó cong lên hướng máy, nó cong lên hướng này nè. Đây nó cong lên hướng dàn lắp nên dễ ra để ống lắm. Đây nguyên bộ của nó bùm bùm là gần thế này với cái này nè con. Đây nguyên bộ là nó vậy đây. Đây là nguyên bộ. Đây là nguyên bộ của nó đó. Nguyên bộ đó có nhiều rồi con. Alo. Nè, nguyên bộ rồi con. Nguyên bộ bùng bùng là như đây nè. Đó, nguyên bộ làm có phan rồi bùng bùng bà con gắn vô sạc thôi. Còn dàn lắp đưa tôm của nó hay trục của nó là đây. Đi nóc sắt thì bà con đặt theo thích thôi. Nếu là con nước ngọt thì xài sắt đi cho nó rẻ tiền. Sắt cũng dày lắm con, gần 2 ly nè. Sắt xịn nha, sắt kẽm nha. Đây, nguyên bộ nó là dành dàn lắp đuôi tôm. Rồi lắp bùm. Rồi dán vô bùm bùm vậy đây. Bộ phan có tác dụng là phá đất cứng nha con. Đánh tan đất dễ vô, bùm 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 phân viêu ga rồi nè con. Dễ sử dụng đó. Cái lỗ này để con thọt cái mở ra.
rất dễ nha. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây là cái khoan bùn nguyên bộ, dễ lắp bà con, lắp đơn giản, cái thọt này lắp vô thôi, không làm vẫn được. Đây rất đơn giản, đút chi sâu vô nó dễ nè, nó tới gan là dặn thôi nè, nó tới gan là dặn vô nha. Đây đó, cứ dặn vậy vô đơn giản đó, dặn vô cứng nha, xong rồi dặn cái cây phan này vô đó, cứng nhắc, nó là nguyên bộ nó đó, họ chế cho cực. Mà máy xăng, máy dầu hay lắp motor bà con có thể gắn vô thôi, thích máy nào gắn máy đó. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.